Chào anh em, hôm qua có một số anh em xem những cái video hướng dẫn đặt ống tre cho chòe than để thì bảo là mình làm cái video để xem cái kết quả được như thế nào. Thì hôm nay đây anh em xem này, buổi trưa nắng há mồm à, nắng chang chang ấy, thì cũng tranh thủ đi ra để kiểm tra xem nó đã nở chưa anh em nhá. Thì đây là cái khu trang trại nhà mình, chim thì quanh đây thì nó vẫn còn khá nhiều, còn hai đôi chòe chào mào thì còn khá nhiều. Chào mào thì đây là đang cây sung này, chào mào hai đôi ba đôi cao quá, đang ăn quả chuối đấy. À, đàn này có con, dẫn chim con đi tập kiếm ăn. Hồi đậu cao quá, để mình ra mình đi kiểm tra cái tổ chòe nào. Hôm trước cái video trước ấy thì nó đẻ được 4 trứng thì mình cũng đã kiểm tra rồi. Thì hôm nay ra kiểm tra xem nó đã sau hơn chục ngày kiểm tra xem nó nở chưa. Thì cái chỗ này thì năm nào mình cũng lấy cũng thấy nó đẻ được 2 lứa, nhưng mỗi năm mình chỉ lấy một lứa thôi. Đấy, 1-2 con đực để nuôi thôi. Còn lại thì mình vẫn để lại nên chim nó vẫn ở quanh đây, nó vẫn còn trụ được. Đây, bụi chè này rất đẹp này, rất hợp với chòe nó sinh sống anh em nhá. Thông thường ấy, chòe nó làm tổ ấy thì ở những cái hốc cây chè chết ấy. Thứ hai là buồng chuối. Các buồng chuối ở nơi nào mà không có ống hoặc là những cái hốc cây to nó rỗng. Thì đây là cái ống tre được trước mình đặt đây này. Đấy, thì mình sang mình kiểm tra xem cho anh em xem. Rồi hôm qua có một số anh em yêu cầu xem nó đẻ thì quay lên cho anh em xem cho vui. Thì nếu mà ở đây mà nó đẻ thì mình cũng chắc chỉ lấy con đực đó một con thôi, mình không lấy hết đâu. Đây, để mình xa quay vào để cho. Đây, lần trước mình bảo là nó đẻ ở cái ống bên kia thì đi sang bên đấy quay nha. Chứ nhiều khi nuôi không hết, lấy nuôi tràn lan đoạn sau này ít có chim để chơi. Đây, tổ nó đây anh em nhá. Đây. Đấy. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, để được 4 con. Máy quay này nó không zoom được vào trong. Rất đấy, là cái khu trang trại nhà mình đây. Sở dĩ là vẫn còn chòe nó để được ở đây là bởi vì là mình không bắt. Nên thứ hai là có một số anh em vào xin bẫy nhưng mình thôi để lại cho lấy thỉnh thoảng cái đấy còn lấy chim chơi. Đây. Vẫn còn rất rậm rạp nhiều cây cối. Chạy nhà mình đây. Thì cái lứa này thì mình cũng hôm trước mình cũng đã lấy được tổ rồi, nhưng mà lứa này thì mình chắc là mình cũng không có ý định nuôi. Mình sẽ, nếu mà có đứa em nào nó, có một đứa em nó xin một con đực thì mình lấy một con đực thôi, còn mình để lại 3 con. Ví dụ như 2 cái một đực thì tốt, không thì tóm lại là mình chỉ lấy một con thôi. Này, anh em chơi thì cái dòng chòe than này bây giờ nó cũng hiếm rồi. Mỗi anh em chơi có ý thức một tí thì sẽ được theo đuổi đam mê nó còn dài hơn nữa. Còn mỗi người một cách chơi. Thì hy vọng là anh em nào cũng có thể có cái cách chơi riêng thì nó sẽ tốt hơn. Chứ bẫy tràn lan rồi các kiểu ấy thì cũng lãng phí. Thôi chào anh em nhá.